dạy thái cực quyền trong vòng 1 phút. Bước chân trái sang trái, chiều rộng bằng vai, hai tay đưa lên, cao bằng vai, quỵ hai gối, phải sáng thái cực. Lùi chân trái về sau, ôm cầu, đưa tay phải lên cao, khuất bộ tiền điểm, bạch hạc lượng xí, xoay eo, thu tay và thu chân về, điệu chữ thượng bộ, gạt tay trước gối và đẩy trường ra, thu chân phải về, chấm chân trái, thủ huy tỳ bà, rơi tay phải về sau, lùi chân vào đây trường, làm lại một lần nữa, rơi tay trái và đùi bước, thu hai tay, khoảng cách bằng vai, hai chân quỵ gối, nhìn về phía trước, thu chân thủ thức.